Chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay xưởng mình review một số chi tiết mạ cho anh em có nhu cầu làm mạ hoặc là sơn tĩnh điện hoặc gốm ốc thì anh em có thể liên hệ bên xưởng mình nhé. Xưởng mình nhận làm thêm những cái mảng mạ bắn cát sơn tĩnh điện cho anh em nhé. Đây là một số đồ chi tiết của xe min đây để cho anh em tham khảo. Anh em coi nhá. Đó, đây là sản phẩm bên mình đã mạ xong cho anh em này. Đây ống thụt này. Đó, ống thụt đã được mạ lại rồi nha anh em nhá. Đó. Mạ cho anh em này. Tay sách này. Thanh đằng tay sách này. Đó, thanh đằng tay sách. Cần khởi động máy to anh em nhé. Cần khởi động này. Cần số. Tay sách này anh em này. Đó. Cái bề mặt này nó đẹp thì chắc chắn là nó sẽ đẹp. Còn bề mặt của anh em dỗ nó sẽ dỗ nha anh em nhé. Chỉ đánh đi được một phần thôi. Này, ghi đông này. Đó. Lò xo thụt zin anh em nhá. Đó, lò xo thụt zin. Bô này. Vành đèn nha anh em nhá. Anh em muốn làm vành đèn mạ thì liên hệ mình. Còn đây là một số cái vành đèn của xe win thì bên xưởng em nhận làm cho khách này. Đó. Win này. Xưởng em nhận làm tất cả các đồ mạ cho anh em. Cổ bô nhá. Cổ bô này, theo xe này. Đó. Bô cho anh em nhá. Đấy. Còn cái đồ gom ốc này. Đấy, bên xưởng em gom này. Nó xo này. Anh em muốn con xe nó đẹp thì phải làm ốc gôm nhá. Đấy, bản lề yên này. Căn trục xi nhan này. Đấy. Thụt này. Ốc này. Đấy. Bên em còn nhận sơn nhận bắn cáp cho anh em nhá. Bắn cáp này. Đây là sản phẩm đã được bắn cáp này. Đấy, chân trống đã được bắn cáp này. 5 mayer này. Đấy, đã được bắn cát này. Hơi đầu bò các thứ. Bắn cát hết anh em nhé. Còn sản phẩm sơn tĩnh điện bên nhà em đây. Độ bền bao chắc chắn cho anh em luôn nhá. Sơn tĩnh điện này. Khung sườn tĩnh điện này anh em nhé. Tĩnh điện đấy nhá. Anh em có nhu cầu tĩnh điện thì liên hệ nhá. Em làm một số sơn tĩnh điện cho anh em đây. Rất nhiều. Em nhận sơn cả cục máy tĩnh điện luôn nhá anh em nhá. Đây lốc máy sơn tĩnh điện đây. Và đây là lốc máy bắn cáp và đã được sơn nhũ. Đó. Có cả sơn đen mờ và sơn đen bóng anh em nhá. Anh em muốn sơn màu đen gì thì em sơn theo yêu cầu. Vâng, cảm ơn anh em nhé. Đây là một số sản phẩm của xưởng anh em đặt làm.